Thưa quý vị, dịch bệnh kéo dài, giãn cách phòng dịch cũng kéo dài, hoạt động kinh tế phải tạm dừng, huống hồ những sinh hoạt văn hóa, lễ hội. Trong cả nước, gần 2 năm đại dịch bùng phát, nhiều sinh hoạt nhu cầu của đời sống tinh thần đành gác lại. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, gần 3 tháng cuộc chiến chống dịch trở nên cam go vì xuất hiện ca nhiễm COVID-19 cộng đồng, thì cuộc sống hầu như chỉ có một mối quan tâm, bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng trước dịch bệnh. Dịch bệnh đang từng bước được đẩy lùi, đúng thời điểm Tết Trung Thu, rằm tháng 8. Ý nghĩa đoàn viên của Tết Trung Thu, của ngày Tết dành cho trẻ em, có làm cho cuộc sống thêm tươi sáng, có xoa dịu được phần nào sự khốc liệt bởi những giãn cách, chia ly từ dịch COVID-19. Mời quý vị cùng cảm nhận với dòng thông tin thời sự ngày hôm nay, ngày rằm tháng 8, ngày Tết Trung Thu. Hơn 2 tháng nay, chùa Đại Tòng Lâm đóng cửa không đón khách và Phật tử đến tham quan chiêm bái. Và thay vì tổ chức các hoạt động Trung Thu nhộn nhịp như mọi năm, năm nay Ban trị sự chùa Đại Tòng Lâm chỉ tổ chức lễ cầu nguyện riêng với sự tham gia của đại diện chùa. Các Phật tử được hướng dẫn cầu nguyện tại gia đình. Chùa thì vì ở nội trú cho nên là không nội bất xuất ngoại bất nhập mà. Cho nên là nó cũng là thuộc về cái vùng xanh. Từ chỗ đó là quý thầy cái thời khóa tu tập á. Thì mỗi ngày nó có 4 thời, buổi tối, khuya và sáng, chiều là một ngày 4 thời. Liều có tụng niệm và cầu nguyện quốc thái dân an, đem lại cái sự bình an cho quần chúng nhân dân. Cũng mong cho cái đại dịch nó sớm vượt qua để trả lại sự bình yên cho nhân dân, bá thánh, đồng bào Phật tử. Như đó. Một hoạt động hết sức ý nghĩa nữa trong dịp này được Ban trị sự chùa Đại Tòng Lâm triển khai là huy động các nguồn lực để trao tặng quà, nhu yếu phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các khu cách ly, khu vực phong tỏa, các lực lượng tuyến đầu chống dịch và các cơ sở bảo trợ xã hội, các cơ sở Phật giáo trên địa bàn thị xã Phú Mỹ. Xuyên suốt đợt giãn cách phòng dịch lần thứ tư tại Bà Rịa Vũng Tàu, Ban trị sự Phật giáo chùa Đại Tòng Lâm cùng Ban trị sự Phật giáo thị xã Phú Mỹ đã huy động mạnh thường quân trao tặng 8 tấn gạo và 800 thùng mì cùng 80 triệu đồng tiền mặt, 500 phần quà cho người dân khó khăn tại thị xã Phú Mỹ với tổng kinh phí 325 triệu đồng. Mùa dịch mà các thầy các cô cùng ủy ban cũng nhớ tưởng tới mấy em và mấy cô ở nơi đây. Sư cô cũng không biết nói gì hơn, cầu nguyện ơn trên gia hộ cho mau chống hết dịch. Trong mùa dịch, mặc dù kinh tế rất là khó khăn, nhưng mà Ban trị sự cũng đã dành được những phần quà nhân mùa Trung Thu gửi đến tại chùa Vạn Sơn. Xin thành kính tri ân chư tôn đức cùng tất cả quý Phật tử. Dịch thì đóng cửa chứ không có hoạt động gì cả, cũng thực hiện đúng theo chỉ thị của nhà nước, không có dám đi đâu cả. Trước hết là cũng để bảo vệ cho chùa của mình, cũng là đỡ làm phiền đến các cơ quan chính quyền của nhà nước, không phải lo toan đến cái vấn đề chống dịch. Mình cũng tham gia để góp phần chung sức với đất nước trong cái mùa dịch khó khăn này. Năm nay á thì vì cái tình hình dịch cho nên không có tổ chức vui chơi gì cho các em hết, và cũng không có tặng quà Trung Thu luôn, tại vì Trung Thu bây giờ những cái cơ sở làm cũng không lo hoạt động được. Từ chỗ đó cho nên thầy mới chuyển sang cái thiện nguyện để chia sẻ, từ đó mới là Ban trị sự mới vận động ít gạo tiền đó để đi chia sẻ với bà con xóm trọ, những cái nơi mà phong tỏa cách ly đó, thì chia sẻ từ hôm nay là 10 ngày á là làm được những công tác đó. Và hiện giờ đó thì cho văn phòng cũng còn một số gạo nữa, còn khoảng 1 tấn nữa thì thầy cũng sắp xếp để mà chia phát cho nó hết cái phần đó, rồi cũng gác lại tạm ngưng, chứ bây giờ cũng mình đi tới lui nó cũng bất an cho người ta. Đây là thăm dịch cho nó Trung Thu đâu, Ban trị sự thị xã đang là thăm chia sẻ chút tình.